nổ banh phát luôn. Ừ. Tiếp tục, bang bang bang, con đực 25, con đực 295 điểm rồi mẹ. Đấy, điểm cao lắm mẹ. Cái đó ngon được đấy mẹ. Còn may con có hạt ở chung với bờ. À, có một con chuột xông ra kìa, cắt vào đầu nó. Đây, dính rồi. Băng băng băng. Xong, nó chết rồi. Chỉ còn lại bộ xương. Thịt nó nát rồi. Này này có được 250 đi 503 20 25 điểm mẹ. Cao chót vót luôn, điểm cao chót vót đi mẹ. Nhờ cái súng máy, nhờ cây súng máy diệt chuột và cây nấm hủy diệt. Rồi, đám chuột ồ à xông vào kìa. Boom, tiếng nổ to quá. Rồi cả bọn chuột banh xác rồi mẹ. Trò chơi này hay nhỉ. Bu băng 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 băng. Cây đây là cây súng điện mẹ. Băng băng. Bùm bùm. Rát rát. Rồi, cả bọn chuột, cả lũ chuột bị điện giật. Chết rồi mẹ. Mẹ thấy cái súng húng điện đấy có hay không? Hay. Kết thúc phần nhỏ 2 của mục 5 chương 1 phần C về vấn đề bồi dưỡng thói quen. Thói quen trong học tập đâu là cả lũ chuột. Lũ chuột xông vào. Ha ha, cả lũ chuột chuột xông vào hang cọp rồi. Bây giờ chúng ta đi vào Boom. Rồi. Bọn chuột tanh xác rồi. Bốn con chuột xông rồi. Băng 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 băng. Băng 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 băng. Băng 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 băng. Băng 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 băng. Băng băng băng. Khi nào lạnh thì bảo mẹ mặc áo nhé. Băng băng băng. Băng 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 băng. Check.
tròn hay lắm. Nhất là chơi trên trên máy tính. Trò này vui quá đi mất. Cậu muốn chơi thử không? Không. Tôi chết tuần khởi vừa nãy ghi được mấy điểm rồi nhỉ? À, 250, 500, 30, 25, 7, 70, 23, 27, 120, 20, 23, 200, 20, 70. Ghi điểm. Ồ, điểm cao quá. Ghi... sáu cộng năm bằng mấy? 11. Ví dụ như con có 6 cái kẹo lại cho con thêm 5 cái kẹo nữa là con có 11 cái kẹo. Rồi, cả lũ chuột xong vừa rồi. Băng 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 12, 2, 50, 25, 70, 23, 70, 200, 20, 23, 24, 75, 200, 70, 72, 79, 77, 72, 77, 79, 70, 80, 23 điểm. Rồi. Đấy, con ghi được nhiều, con ghi được điểm cao lắm mẹ. Cao lắm là cao. Băng băng băng. Con ghi được 250, 570, 27. Thì 7, thì 28, 90, 27, 98, 70, 28, 79, 27, 78, 28, 89, 7, 7. Điểm cao quá. Còn thành tích của mình lại không lý tưởng. Mẹ. Hoặc kể cả thành tích không tồi nhưng vẫn không đạt tới độ kỳ vọng của bố mẹ, trẻ sẽ cảm thấy rất chán nản và mất tự tin. Song song với đó, bây giờ bom đỏ, bom ớt đỏ và bom nấm hủy diệt kết hợp lại với nhau. Boom! Tất cả bọn chuột tất cả bọn chuột đều chết hết. Còn lại chuột cầm cờ đứng tít phía xa. Nguy hiểm quá. May ta không sông liều, suýt chút nữa thì đã tiêu. Băng băng băng. À, bê. Bê. Mười ba mươi
điểm cao quá, thắng rồi. Con thắng rồi mẹ ơi. Chuyện này thì xong mẹ. Bóp 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 bóp. Đi lên cho cái con. Mẹ thử tưởng tượng xem nếu chơi vòng đầu tiên chuột dâm bóp bóp chuột chuột robot đã mang dâm chừng mấy con chuột khổng lồ thì mẹ chỉ có chịu chết thôi mẹ. Vừa nãy con chơi cửa dâm bóp khó thế mà con cũng được. Chuột hai giờ đến game đánh trò chơi đánh chuột phần hai nha. Bắt đầu từ cửa Ai Cập trước. Con quỳnh căng thẳng bắt đầu từ cửa một súng máy diệt chuột súng điện điện bom đỏ bom hủy diệt bom ớt chuông còn quên cũng cần tất cả vũ khí này thì sẽ dễ dàng chống lại bọn chuột. Trời Blend và zombie đi hai YouTube nó xóa hết nhưng người ta chỉ làm ra zombie cửa zombie 2 thôi mẹ. Cửa ban ngày ấy mẹ. À con hiểu cái cửa tối tăm là gì rồi, đó là chính là cửa ban đêm. Cửa tay thì con những cửa như sau mẹ. Nhưng những loại zombie xuất hiện thì sẽ có zombie đội xô mẹ. Nhất là con zombie đội xô nó nguy hiểm lắm mẹ. Như thế phải bắn mãi có lần con zombie đội xô
con giết được tất cả bọn zombie nhưng mà hả? Con đập sai cái lọ, con đập sai cái bình sứ, từ trong cái bình sứ nhảy ra zombie đội xô, rồi sau đó con dùng đậu hai đầu và hạt rau cản đấu với nó. Con dùng hai hạt rau cản luôn, nhưng nó cũng ăn hết hạt rau cản đó. Rồi nó ăn sang hạt rau cản tiếp theo, nhưng con nhưng con ấn một cái hình bơ dính, rồi thì con ấn vào đầu con, rồi con ấn vào cái xô sắt của zombie đội xô, rồi nó bị mẩu bơ dính chặt không cử động được nữa. Cho thấy trong học tập động cơ thành công quá lớn hoặc quá nhỏ đều không tốt. Một là bất lợi cho việc học tập, hai là bất lợi cho việc duy trì. Mục tiêu tầm thường chỉ có thể đem lại sự kích thích tầm thường cho trẻ, sẽ không thể tạo ra động lực ngay từ khi mà các bạn đã theo đuổi điểm số, sẽ khiến con trẻ hình thành nên động cơ học tập bất thường, tầm nhìn ngắn, chỉ mong nhanh chóng thành công, từ đó làm giảm hứng thú đối với việc học, ảnh hưởng như một vận động viên. PPV 2 con chuột cầm số 2 từ lên và zombie. Con muốn có một cái xe đạp nha. Làm đi. Đi ở trong ngõ nè, sân chó nó đứng đây. Để đi để đạp xe mẹ. Con thấy mẹ thông minh à? Học hành hay là sự trói buộc của động cơ đã làm hạn chế tầm nhìn mẹ có thông minh không? Các em thông minh đấy. Hơn là mất đi phí. Để này làm cái thùng mẹ được một quần áo. Quần áo để đây thì chẳng không sửa được. Mẹ ơi. Mẹ. Sửa đi. 2, 3 tính nào mẹ. Nhìn thế mẹ thức đêm theo mẹ mình thức đêm nhá. Thành sự tồn tại mơ hồ không chân thực. Chúng ta đã sa lầm vào mạng lưới thủ đoạn, thường xuyên quên đi mục đích của mỗi con mút đi trước vạn lực. Tam Liên Thư điểm tháng 11 năm 1988 trang 100. Thôi tiền lịch sử thử không? Cô bé luôn không tồn, hiệu lực giỏi. Nhưng là những gì mà tôi nhớ
con người ta lúc thời tiền sử con người ta sống như loài khỉ vậy mẹ. Không có áo, không có cái gì để nấu thức ăn, ăn sống. Nhưng mà cũng có tí chứ. Lửa mẹ. Lửa đâu ra? Thì chấm củi về đốt. Thì đốt lửa lên chứ sao nữa. Tôi và ông giáo tuyệt đối không tỏ ra phấn khởi hoặc thất vọng gì. Con được điểm cao hay thấp, làm bài rất tốt. Con trẻ vui lòng tôi vẫn bày tỏ niềm vui như bình thường. Làm không tốt, có thể con trẻ sẽ hơi buồn. Chúng tôi liền nói với con rằng làm bài không tốt, có thể con trẻ sẽ chỗ nào mình làm mình nắm chưa chắc. Nếu như đề bài mà cô giáo ra đều là những cái mà con đã biết, mặc dù được điểm cao nhưng lại không thể phát hiện ra như thế, không phải là rất đáng tiếc hay sao? Con nói như thế để có thể khiến con bình tâm trở lại tập trung vào việc học. Đồng thời tôi cũng chú ý khích lệ con trẻ, vì dù sao cô bé mới chỉ là một đứa trẻ, cần phải có cảm giác mình đã thành công. Mẹ ơi, sao ông bạn này giống xe cô nhỉ? Biết ngay mà lì. Con thấy
vị phụ huynh nào dám bỏ ra nhiều tiền mời giáo viên dạy thêm như bố không? Con phải lọt vào top 10 bạn đứng đầu lớp chứ. Nhưng con anh không những không lọt được vào top 10 mà bắt đầu tụt lùi. Ví dụ con anh đứng ở vị trí thứ 22, anh liền cầm bảng điểm của con, nói những lời rất thấm thía vì việc học hành của con mà bố đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền như vậy. Kiểu gì thì con cũng phải lọt vào top 20 chứ. Mấy năm sau, hiện giờ câu nói mà anh nói với con đã biến thành: thôi thì con đủ điểm để lên lớp cũng được rồi. Vì việc học hành của con, ngoài chuyện mời giáo viên dạy thêm, anh còn thường xuyên tặng quà cho các cô giáo trước ngày thi. Về đến nhà lại nói với con rằng tiền bố kiếm được đều biếu các phù phù bay lên nào. Thì còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Bị thương ra sành sỏi này tưởng rằng bí quyết thương mại của anh có thể ứng dụng vào mọi lúc mọi nơi, có tiền sẽ mua tiên cũng được. Trên thực tế, so với mấy phụ huynh coi trọng 100 điểm phần trước, nhận thức của anh đối với việc học còn nông cạn hơn. Anh không ngừng đặt mục tiêu của con vào anh không ngừng đặt mục tiêu của việc học vào thi cử, khiến tầm nhìn của con ngắn hơn. Cái bồn cầu bật ra rơi vào đầu Doraemon. Trời ơi, tớ tiểu giác quân rồi. Không xong rồi, cho tớ qua bài tập khác đi. Yeah.
Seco thấy mặt Nobita rất giống hồ ly tinh nhưng con chả thì giống gì. Mẹ. Bây giờ chúng ta chuyển sang bốn phần nhỏ của mục 6 chương 1 phần C, những vấn đề liên quan. Phần C về vấn đề bồi dưỡng thói quen có 3 chương 25 mục và 69 phần nhỏ. Chương 1 của phần C, thói quen trong học tập, có 11 mục và 45 phần nhỏ. Mục 6 của chương 1 phần C, thói quen xấu trong học tập của chúng ta hình thành như thế nào, có 4 phần nhỏ. Của mục 6 chương 1 phần C, làm bài tập hộ con trang 285. Phần 3 của mục 6 chương 1 phần C, không thi 100 điểm trang 319. Phần 4 của mục 6 chương 1 phần C, bài tập bạo lực chính là tai nạn giáo dục, trang 513. Kết thúc phần giới thiệu 4 phần nhỏ của mục 6, chương 1 phần C, những vấn đề liên quan. Bây giờ, chúng ta đi vào phần nhỏ 1 của mục 6, chương 1 phần C. Phần C về vấn đề bồi dưỡng thói quen có 3 chương 25 mục và 69 phần nhỏ. Chương 1 của phần C, thói quen trong học tập,
5. Nhưng trong lòng lại tuyệt đối không chịu. Hỏi chấm. Tiếng con gì kêu vậy ta? Hỏi chấm. Con người trước hết phải là con người tự do mới có thể trở thành một con người tự giác. Kèm con người kêu hả? Con biết nhỉ. Không có câu đố à thế à? Không phải. Cả gia đình đều sẽ bị thay đổi. Cuộc sống của trẻ bắt đầu có một cái gọi là bài vận. Dường như nó là một bức cờ domino đầu tiên, có thể tạo ra hàng loạt sự thay đổi. Sau đó, bài vận liên quan đến thành tích học tập của con, thành tích học tập liên quan đến việc chọn trường, chọn lớp sau này. Chọn trường, chọn lớp là quyết định đến tiền đồ sự nghiệp. Mỗi bậc phụ huynh có tinh thần trách nhiệm với con, làm sao có thể không quan tâm đến chuyện này được. Và thế này có thể là phụ huynh đã để bỏ một số công việc của mình, ngày ngày kèm con làm bài tập. Họ mong muốn lấy cái đó để bồi dưỡng cho con thói quen tốt, ham học, làm bài tập nghiêm túc. Cách kèm con học bài của bố mẹ có phần khác nhau. Có người bê một chiếc ghế con ngồi bên cạnh khi con làm bài tập. Một cách kèm biết hình tượng, có người thì liên tục đến bên bàn ngó nghiêng. Trước hết là tìm hiểu xem con phải làm gì, sau đó được một lúc lại đến theo dõi xem con làm như thế nào. Cuối cùng còn kiểm tra cẩn thận, dù là cách kèm nào đều là sự tham dự từ đầu đến cuối của bố mẹ trong việc học của con. Quan tâm từ đầu đến cuối, con trẻ có cần phải kèm không? Tôi cho rằng không cần. Khi nhân viên mới vào lớp 1, nhà trường tổ chức buổi họp phụ huynh dành cho những phụ huynh mới có con vào lớp 1, đưa ra yêu cầu phụ huynh cần thường xuyên kèm con làm bài tập. Nhưng chúng tôi không làm như vậy. Chỉ trong mấy ngày đầu khi trẻ còn đang khá lạ lẫm với cuộc sống ở trường và chuyện làm bài tập, ngồi bên cạnh con để nhắc nhở và hướng dẫn một số điều cần thiết, giúp con nhanh chóng nắm được một số. Mẹ có biết trò dụ rắn của các nhà ảo thuật Ấn Độ không? Không. Con nữa. Vừa kể cho mẹ nghe nhé. Thổi đi. Nhưng mà thì thổi sáo gì? Đến giờ học bài rồi. Đây không phải là bố mẹ không quản mà là để cho con. Ừ đúng rồi. Thời gian đầu mới đi học, viết cảm thấy rất mới lạ trước việc làm bài tập. Việc đầu tiên cô bé làm sau khi về nhà là làm bài tập. Vẻ hào hứng đó giống như việc vừa được mua con búp bê đầu tiên trong đời. Thời gian trôi dần, cô bé đã không còn cảm thấy mới mẻ. Đây à, cái bài sự ràng buộc ngọt ngào mẹ. Thổi khi phát hiện ra rồi thổi nó là buộc được mẹ. Tôi viên viên với chị đi làm bài tập, chúng tôi liền quyết định từ nay trở đi ngay cả lời nhắc này cũng sẽ không nói nữa. Tôi và bố cô bé ngầm hiểu với nhau rằng chúng tôi giả vờ hoàn toàn quên chuyện. Có bài hát trong sách sáo này con. Cái bài hát xin xin mười ăn bánh quy bơ mẹ. Còn đây là bạn ta cùng nhau ta làm bài thì có cái bạn đi Nobita làm bài dễ lắm, không cần phải suy nghĩ làm gì cho mệt óc, đúng không hả mẹ? Đúng. Ra tôi và bố cô bé đã suốt ruột từ lâu, nhưng chúng tôi vẫn giả vờ không để ý của con. Lúc này chúng tôi mới tỏ ra. Tiếp theo là bài hãy bay lên bầu trời mẹ. Thổi sáo này là bay, là cái này bay để bay lên luôn mẹ. Cái đấy vui lắm mẹ. Sao con lại quên làm bài tập? Giờ thì cuống lên rồi chứ. Con trẻ sẽ nghe được ra ý con thật là tệ. Bóng đời ở trong câu nói của bạn và quên đi. Sự tự trách bắt đầu chống lại lời phê bình của phụ huynh. Chúng tôi thơm lên má cô bé. Rồi nhẹ nhàng rằng con gái đừng khóc nữa. Ai cũng có lúc quên làm điều gì đó. Quên làm một điều gì đó. Giờ
phải nghĩ xem nên làm thế nào. Cái gì đây? Cái này cái gì hả mẹ? Cái này gì mẹ? Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? À cái ấy nó thổi thành cái hình con ma ấy. Trời ạ. Con ngồi lùi ra đi con. Cái sợi dây hay nhạc này đấy nó dọa ma Doraemon à. Trời ạ, sao Doraemon ngu thế? Thổi nhầm ngay cái bài à, con ma. Dọa ma mẹ. Doraemon ngu quá đi mất. Ngu ơi là ngu. Thì trang thì quyết trang 175 bí mật thung lũng Takai thì Doraemon có việc bận nên nhờ Doremi thì giúp Nobita mẹ. Trải qua những chuyện nhỏ này thậm chí chúng còn quan trọng hơn cả việc làm bài tập chính vì
sau đó về đến nhà là viên viên đã hoàn thành số bài tập về nhà, trong lòng chúng tôi rất mừng, nhưng cũng không hiểu Dương cô bé chỉ bình thản nói với con gái rằng hàng ngày con đều làm như thế này là một thói quen cần duy trì và bảo vệ này là một điều đó. Bản thân viên viên cũng cảm nhận được sự tiến bộ và niềm vui do việc hoàn thành số bài tập về nhà mang lại. Điều này ngay cả đối với con trẻ cũng không cần phải nói nhiều, nhưng rốt cuộc viên viên mới chỉ là một đứa trẻ, thời gian trôi dần, cô bé lại bắt đầu tỏ ra lơi lỏng trong việc làm bài tập. Khoảng 10 ngày sau, lần đầu tiên quên làm bài tập, Viên Viên lại một lần nữa quên làm bài. Hôm đó, thời gian chuẩn bị đi ngủ cũng muộn hơn bình thường. Cô bé sực nhớ ra khi làm bài tập. Làm sao lại nói được hôm nay cô cho nhiều bài tập, phải mất rất nhiều thời gian để làm. Nói rồi đầu thủy muốn bắt khóc. Hôm nay đăng video được không? Video này. Có lẽ rất nhiều bậc phụ huynh khi gặp tình huống như thế này đều không đỡ lòng, cảm thấy mình ngồi cùng con trẻ sẽ được an ủi hơn, sẽ làm nhanh hơn. Nhưng như thế sẽ có mấy điểm bất lợi sau. Một là mặc dù bố mẹ trẻ sẽ tỏ ra đau khổ để được bố mẹ đủ lòng thương. Điều này vừa ảnh hưởng đến sự chuyên tâm của trẻ khi làm bài tập lại ảnh hưởng đến tốc độ. Hai là bố mẹ ngồi đẹp con làm sẽ khiến trẻ cảm thấy không hoàn toàn, không hoàn thành. Bài tập về nhà viết nhé, không phải là chuyện cá nhân của chúng, là chuyện chung của trẻ và bố mẹ. Thời gian trôi qua khiến trẻ hình thành định vị bạn và bố mẹ. Điều này đặc biệt không có lợi cho sự hình thành. Con mà không tập viết đi à, lớn lên học dốt là không nuôi được mẹ. Thường không kịp học tốt đâu, cả đời đi thôi, làm sao không nghe gì mà con bảo ra viết chữ thì không chịu viết, viết từ đường thẳng đấy. Thế con viết nữa đi, con viết mỗi đường thẳng để ăn thua thì con phải viết nhiều đường khác nhau, đường thẳng, đường ngang, đường vòng, đường dở quyển sách ra nó có hết, nó ngồi tô hết đi. Học nuôi lớn lên là nuôi mẹ nhà zombie đội xô, zombie đội xô là cái gì? Được rồi, bố đây, bố ở trên bàn đấy, ở đâu đó. Yo, trẻ cảm nhận được sự bất tiện do điều đó gây ra.
cũng đã đủ rồi. Mỗi khi mắc lỗi, trẻ cảm nhận được sự bất tiện hoặc tổn thất do lỗi lầm này gây lên. Sau đó mới nảy sinh nhu cầu điều chỉnh tương ứng, giống như khi khát nước sẽ uống nước vậy. Mỗi đứa trẻ bình thường đều có thể điều chỉnh này. Bố mẹ không nên hướng dẫn, không nên chỉ đạo quá đà. Con trẻ mới có cơ hội chủ động điều chỉnh. Nếu trẻ vừa làm sai, bố mẹ liền phê bình một thôi một hồi, yêu cầu trẻ phải hứa hẹn rằng bố mẹ trực tiếp đưa ra phương án giải quyết thì trẻ sẽ mất đi cơ hội chủ động điều chỉnh. Khả năng điều tiết này cũng sẽ dần dần mất đi. Có thể nói phương pháp hiệu quả nhất khiến trẻ không thể thành được một người tốt chính là cằn nhằn và chỉ trích. Chính vì thế khi bố mẹ trách cứ một thói quen xấu nào đó của con, trước hết cần phải kiểm điểm lại phương pháp giáo dục của mình. Mọi thói quen xấu khó sửa của trẻ gần như đều được hình thành do vấn đề nhỏ không được gợi ý. Kẻ con là bài tập chính là cách làm đặc biệt dễ khiến trẻ hình thành nên một thói quen xấu. Mục đích kèm con là bài tập là mong muốn hai điều: năng suất cao, chất lượng cao. Chính vì thế từ khi thấy con trẻ lề mề hoặc không nghiêm túc, liền nói với trẻ rằng phải chấp thu thời gian, phải chăm chú nào. Ngày ngày kèm con học những câu nói này gần như ngày nào. Con nói thì gần như mọi đứa trẻ đều không thể ngồi yên một chỗ một lúc lâu, hầu hết cũng không thể làm bài tập. Trẻ còn để ý tiếng hơi của bố mẹ, thời gian dài sẽ không thể tăng nữa. Điều này khiến phụ huynh tỏ ra bực bội khi nói. Trẻ được bắt đầu tỏ ra chống đối bố mẹ và thế là sự việc bắt đầu rơi vào vòng tuần hoàn xấu. Bản tính của con người là theo đuổi sự tự do, bất kỳ công việc nào mà trẻ thích làm. Khi nó biến thành một công việc bị giám sát để hoàn thành khiến người ta cảm thấy không tự do, niềm vui ẩn chứa trong đó sẽ hoàn toàn không còn nữa. Thời gian ngày càng không học, càng dài vai diễn mà họ đóng càng giống giám sát viên, và trẻ sẽ không bao giờ thích một giám sát viên. Cùng lắm bề ngoài chúng tỏ ra phục tùng, nhưng trong lòng lại tuyệt đối không chịu nghe lời anh ta. Chính vì thế kèm con làm bài tập không thể bồi dưỡng thói quen tốt cho trẻ mà là phá vỡ một thói quen tốt. Chúng ta nhất thiết phải hiểu thế nào là một thói quen tốt. Ngồi trước bàn học đúng giờ không đồng nghĩa với việc có được thói quen. Học đúng giờ, tầm quan trọng của thói quen không chỉ dừng lại ở một diện chấp hành thói quen và động tác. Thói quen còn chỉ khuynh hướng bồi dưỡng lý trí và tình cảm, cũng như tăng thêm sự thoải mái, kinh tế và năng suất cho động tác. John Dewey, chủ nghĩa dân chủ, phân cửa tự dịch nhà xuất bản giáo dục nhân dân tái bản lần thứ nhất tháng 5 năm 2001 trang 56. Thói quen mà việc kèm tạo ra chỉ là về mặt động tác, không kèm mới tạo ra không gian để thói quen lớn lên trong nội tâm của trẻ. Kèm không phải là giúp trẻ mà là giúp vô xa mẹ không nhớ mẹ có gì cho trẻ, nhưng mà con vẫn phải xa giống như mẹ xa bà ngoại đó, đúng không? Bà ngoại bây giờ tiết xa tiết tiền tiền không mà mẹ nó khỏi đi ạ con nhá. Cũng hỏi đọc vết chữ để vết thương cho mẹ. Con người tự do mới có thể trở thành một con người tự giác. Tôi đã từng tập con cũng tập vết rồi mẹ. Tập đi. Cần có người kèm học. Nó vết được nét móc xuôi mẹ. Yên một chỗ, thậm chí con trẻ còn tự mình. Làm thế thì lớn rồi nên nuôi được mẹ à mẹ. Nhưng sự việc này không thể. Căng điền 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 căng điền. Điều đó chỉ có thể nói là trẻ đã hình thành một thói quen xấu trong quá trình học tập. Trưởng thành trẻ đã gặp phải hàng loạt những bất chắc trở, không thể tránh cả đống công trình tâm huyết của mẹ. Trẻ không tự tin vào khả năng tự quản lý của mình. Như thế này thì mẹ tha hồ đựng quần áo, nhưng mà mẹ phải làm cái thùng to như này. Cái này chỉ được cái đáy thôi. Còn bốn mặt nó còn có đủ. Vậy thì có sức mà làm không? Một thời gian
Không, cái đấy không được đâu, cái đấy là để mẹ đựng ấy đấy. Đựng gummy đâu có. Cái chữ tâm huyết này con lấy ở đâu? Chuyện nào? Con tự nghĩ ra cái chữ công trình tâm huyết mẹ. Rồi đó, mẹ làm nhiều vậy. Rồi ôi là rồi. Sao mẹ làm nhiều quá vậy. Ôi con ơi, sao con lại nghịch thế? Đổ đầu này thế thì sao? Để ra kia. Nghịch như thế là mẹ không chơi nữa nhá. Cắt đi. Cắt vào, xếp vào một góc cho mẹ. Thôi. Đây cho con cái này con chơi này, cái này lại dính hết rồi. Mấy cái này chưa dính đâu, nó còn buột tuột ra đấy. Mất công mẹ dính lại đi đâu. Chơi cái đấy, cái này dính. Quạt đi. Đây mẹ quạt. Nó bỏ mịch rồi, chết rồi. Điên rồi. Hết con phim. Đây đây lại sao nào. Không có đẹp không nào. Cái mẹ công trẻ nó. Thấy không. Má thích. Con đi ngủ chưa? Con cái gì không ăn nào? Con muốn đi học cua không? Có mẹ. Nấu nhá. Nhà này thịt cua để con cắt nhá. Ừ. Rất gọn. Bao nhiêu lần con cắt chất lỏng quen rồi mẹ. Cái gì? Thanh cua có được làm từ không được làm từ thịt cua. Ừ, thanh cua nó làm từ mộc mì. Ừ. Cứ gọi là thanh cua. Cho cái củ nước củ dền và nó đỏ. Nó giống cua nó gọi là thanh cua. Thực ra nó không phải là cua. Nó là cái gì? Mộc mì. Với nước củ dền. Thế à? Ừ. Nhưng con thấy nó giống thanh cua. Nó giống này. Tẩm bột tán. Mẹ. À, mẹ lấy cho con nhé. Ừm. Lấy cho con hai gói. Con cầm. Hai gói. Đường nước nha. Tự làm luôn mẹ. Ừ. Chạy xe đường thẳng tắp. Chạy xe chạy. Chai xe chai không di chuyển vờ di chuyển bơm
Broom. Huế con sức yếu, con hơn cứ khóc ê à ê à ê à. Nghe thấy tiếng khóc óc yếu của con mẹ lo lắm ấy hả mẹ? Đúng không? Rồi sau đó mẹ cứ nói đến khi nào rồi mẹ hát cho con nghe, rồi cuối cùng con mới tỉnh lại. Lúc đấy con ngất vì con yếu quá mẹ. Bác là bạn của bố Bảo hả mẹ? Khóc yếu. Chả nghe đến hồi thế mẹ. Con cứ khóc như thế mẹ. Xem ai ôm ôi tôi châu. Xa môi khi cha nôi. Xa môi khi cha nôi. Xa môi khi cha nôi. Hai môi khi cha một đôi. Xì cha nôi. Xì cha nôi. Con chỉ đến thăm mẹ mẹ. Con rủ vợ con lúc con mới lớn, chứ con trả cho con đi đâu mẹ. Con ở nhà một mình. Bún riêu cua. Kéo xịn của con này. Gói riêu cua thật. Đúng không? Bún riêu cua. Ê, cái hình ảnh này chỉ mang tính minh họa thôi ạ. Đúng không? Phần 2 của câu 6 chương 1 phần C là bài tập hộp con. Hâu hâu. Sau khi viên viên đi học cấp 1, về cơ bản chúng tôi áp dụng thái độ không quản đối với việc làm bài tập của cô bé. Hàng ngày cô giáo giao cho làm bài tập gì cô bé, làm ra sao, chúng tôi đều không hỏi, cũng không kiểm tra. Tất cả đều để cô bé tự sắp xếp. Trong vấn đề hoàn thành bài tập về nhà nên vẫn không hiểu chúng tôi được đảm bảo. Cô bé luôn luôn tự giác. Cô bé luôn bỏ bài tập, chán bài tập, bài làm là thịt cua. Ba gói này là của con, ba gói này là của mẹ. Cái này của mẹ. Gói con này có thể ấn đấy mẹ. Xem này, thích chưa? Bye.
Ờ chưa cắt được. Đã có cái gì đựng đâu mà con cắt. Ừ quên mất. Đổ ra giường. Đợi đấy. Nước sôi. Mang lên. Gì đâu mà đổ con cắp sớm thế, đổ giường bây giờ con không đổ mẹ sướng chín. Sáu với chín. Mẹ ơi, mẹ.
nồi nước sôi lên đây. Cá rút này à. Cho nó nóng nóng. Để lại bê. Nào, 2 3. Rồi. Nó một canh đâu. Đổ luôn vào đi. Đây đây đây. Đây. Cẩn thận bảo. Thả đây. Cộng bún vào. Đợi con cắt. Chờ một chút. Con đợi con cắt. Bây giờ làm gì nữa? Đó cái này. Cái này á? Cắt đấy á. Có cái gì đâu mà đổ. Cắt cái gì ấy. Chờ bác không chụp. Ở đây tình đâu cắt này ta phải cắt sâu mà nhìn này ai đâu con cắt mỗi cái gì ở trên cắt xuống đây cơ mà ừ nhỉ thôi quên lắm cái kéo kia của mẹ đâu kéo đen của mẹ đâu à mẹ biết rồi cẩn thận không đổ ra ngoài đấy con nhé. Sát vào nhá, đừng có cho ra đệm. Tối nay ngủ với kiến. Gia đình không giống
Đây, đây là dính vào tay rồi này. Ý. Cái kéo đèn mẹ đâu ấy nhỉ con này. Nên trẻ mới càng ngày càng giống một kẻ lưu manh hàng ngày chỉ để tâm đến những việc xấu. Ơ mẹ mới mới để nó ở đây mà. Luôn luôn được tôn trọng, chắc chắn phải là một đứa, phải là một người biết tự tôn, tự yêu mình. Đây rồi. Chắc chắn trẻ sẽ để nó ở ngoài này. Không thể lợi dụng lòng tốt của bố mẹ để làm bất kỳ việc gì khiến chúng cảm thấy xấu hổ. Giáo dục trong từng chi tiết nhỏ, chuyện làm hộ con bạn chính là thế. Trong hàng triệu chi tiết nhỏ xảy ra trong quá trình bố mẹ sống chung với con. Nếu xử lý không khéo trong từng chi tiết, kết quả có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Trình độ xử lý chi tiết được quyết định bởi phương châm giáo dục của bố mẹ. Có một vị phụ huynh, con anh đã học lớp 4 bình thường luôn, không thích làm bài tập. Một mặt phụ huynh cảm thấy cô giáo giao quá nhiều bài tập, mặt khác lại luôn sợ con học không chắc, ngày ngày kiểm tra rất cao bài tập của con. Tôi kể cho anh nghe. Ý của mẹ không có gói hành. Con về nhà anh cũng làm theo. Con anh không thích nhất là có thế mẹ. Đâu? Giúp con môn học này. Anh nói với con rằng à, những mẹ từ mới tiếng Anh này không cần phải viết 10 lần. Được rồi, sạch rồi. Móp mãi đi. Chỉ viết một lần, từ nào không viết thì viết. À, thì cua. Đây cho mọi người đây. Đây để mẹ lấy cho mà. Viết những từ còn lại, chỉ viết một lần. Vì thế con trẻ rất phấn khởi. Một lát sau anh lại đến thử tài con, muốn xem những từ vừa nãy chưa biết viết, viết 3 lần đã nhớ được chưa. Kết quả vẫn có 2 từ con không viết được. Anh có phần bực, nói vừa mới viết xong tại sao lại quên nhanh như vậy và thế nào. Liền bắt con viết 2 từ này mỗi từ 10 lần. Cua thật lắm. Con trẻ mẹ con sang bước hướng dẫn nó nào mẹ. Nói không phải bố bảo chỉ viết, chỉ cần viết 3 lần đó sao. Tại sao lại biến thành 10 lần. Gói hành đâu người lớn tại phải hợp hợp viết 10 lần. Có mỗi gói một canh. Mẹ cắt dở này, mẹ quên chưa đổ này. Đổ ra chưa? Chưa mẹ. Hai từ mới này con đã viết này đấy lần rồi, tại sao vẫn chưa nhớ được mỗi từ viết. Mẹ chả thấy gói hành của mẹ đâu cả con. Con chia cái kiểu gì mà mẹ không có gói hành. Lát sau đến kiểm tra con anh vẫn không viết được. Anh vô cùng giận dữ, cảm thấy không thể nghĩ ra. Trong lúc máu nóng bốc lên đầu, liền yêu cầu cậu con mỗi chữ viết 50 lần, nói không. Có mỗi một gói hành này của con thôi. Ừ. Thế này là thế nào? Nó cẩn thận bỏng. Cứ ngồi đi nó kệ nó. Đâu rồi? Nó mất, nó chắc là nó thiếu. Ừ, rõ ràng con thấy ai. Rõ ràng con thấy ai. Có hay không mà mẹ. Thế sao bây giờ chỉ có một gói? Con tôi không hiểu. Con tôi không làm được điều đó. Có thật là con trẻ không giống nhau. Không bằng đấy, không phải tìm nó kẻ đấy. Nó mất rồi. Con trẻ được. Thực ra trước hết anh là anh không tạo dựng được lòng tin đối với cách làm này. Ngay từ đầu anh đã thiếu thành ý. Anh chỉ muốn dùng phương pháp này để thử thái độ của con. Thì đúng hơn là anh muốn giúp con thử xem con mình có được như con người khác không. Phụ huynh vừa thay đổi phương pháp là trẻ sẽ theo kịp ngay. Chính vì thế sau khi anh giúp con hoàn thành bài tập, liền muốn kiểm tra xem con đã nhớ được hay chưa. Đồng thời trong tiềm thức anh coi việc mình làm bài tập hộ con là một ân huệ đối với trẻ. Yêu cầu con phải dùng một kết quả khiến người khác phải hài lòng để báo đáp mình. Ngay lập tức con đã phụ lòng mong mỏi của anh, không ghi nhớ. Anh liền tức giận. Tiếp sau đó lại sử dụng thủ đoạn trừng phạt, bắt con viết hết lần này đến lần khác. Ý nguyện làm bài tập hộ con ban đầu của anh là để con thoát khỏi nỗi khổ sợ kè bút nghĩa là nhà sách bất hợp lý. Nhưng nhà cùng nhà sách cần bán cái này. Bút 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 hả? Nghĩa là sách. Sách đúng không? Một cái trang là sách. Trang sách, Facebook là trang sách. Ừ. Facebook là trang sách mẹ. Thế còn nằm mơ dẫn
giữa ban đêm là gì? Có mỗi một gói hành nữa sung sung ạ. Rõ ràng lúc ấy mẹ thấy con đưa cho mẹ 3 gói mà đến lúc mẹ cắt ra chỉ có 2 gói. Chẳng biết một gói nữa nó bay đi đâu. À đây rồi. Con đổ vào đây con hung ngoáy kìa. Từ từ. Sau đó